Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn bí quyết để sử dụng Aiva hiệu quả hơn với một tính năng vô cùng đặc biệt, vô cùng tuyệt vời. Có thể chúng ta khi chúng ta dùng Aiva thì có rất nhiều cái tác vụ chúng ta lặp đi lặp lại chúng ta hay phải nhập vào thông tin. Ví dụ như là khách hàng chẳng hạn, đúng không ạ? Rồi sản phẩm, đúng không ạ? Đấy là những cái mà chúng ta chỉ có một vài sản phẩm thôi và một vài chân dung khách hàng cụ thể thôi. Vậy làm thế nào để tiết kiệm thời gian trong việc nhập những thông tin này? Thì chúng ta có một cái tính năng vô cùng tuyệt vời với Aiva và chúng ta sẽ cùng khám phá bây giờ. Ví dụ ở đây tôi sẽ có thể demo chúng ta một cái một trợ lý viết quảng cáo chẳng hạn, đúng không? Chúng ta sẽ gõ chữ quảng cáo vào và chọn một trợ lý liên quan đến viết quảng cáo. Bình thường ở đây chúng ta sẽ phải nhập thông tin sản phẩm dịch vụ vào, đúng không ạ? Nhưng với tính năng này chúng ta không cần phải nhập vào mà chúng ta chỉ cần gõ chữ thăng và chúng ta chọn những cái sản phẩm của mình có sẵn, ví dụ như sản phẩm trị nám, sữa rửa mặt, những cái sản phẩm mà chúng ta được khai báo sẵn rồi, và Aiva sẽ hiểu những cái sản phẩm này với đầy đủ thông tin của nó và biết chính xác những cái kết quả, những thông tin, những cái bài quảng cáo, những content nó phù hợp với nội dung của chúng ta, đúng không ạ? Đó. Chúng ta cũng có thể viết bất kỳ nội dung nào khác và sử dụng tính năng thăng này. Ví dụ ở đây tôi sẽ chọn một trợ lý khác, kho ý tưởng không giới hạn. Một trợ lý mà tôi rất thích trên Aiva đó là trợ lý viết 30 tiêu đề đỉnh cao cho mọi content. Và tôi muốn nhập vào từ khóa đó là sản phẩm trị nám chẳng hạn, và chúng ta sẽ cùng xem đâu là những content phù hợp để chúng ta làm nội dung cho mọi nền tảng đó. Thì chúng ta sẽ thấy rằng Aiva sẽ hiểu ngay là tên thương hiệu của sản phẩm là gì đó, và Aiva sẽ cho chúng ta, bạn trợ lý này sẽ cho chúng ta 30 tiêu đề theo các loại nội dung như là thông tin, giao dịch. Những tiêu đề thông tin nghĩa là mang tính là những chủ đề để khách hàng quan tâm đến sản phẩm. Những tiêu đề mang tính giao dịch và điều hướng là những tiêu đề mục đích để chúng ta chuyển đổi thành khách hàng trả phí. Ví dụ tiêu đề thông tin là hướng dẫn như thế nào chia sẻ kinh nghiệm, tại sao, đúng không ạ? Thì tiêu đề mảng giao dịch sẽ là giá bao nhiêu, địa chỉ mua, chương trình khuyến mại, đánh giá, đặt mua, rồi hướng dẫn chi tiết, chính sách đổi trả. Đấy, thì đây là những cái từ khóa mà khi chúng ta làm những nội dung này thì nó sẽ đạt những mục tiêu khác nhau. Như vậy chúng ta thấy rằng là thay vì chúng ta phải nhập cả một sản phẩm rất là dài, bình thường sản phẩm chúng ta có tính năng, có lợi ích, có tên sản phẩm mà chúng ta nhập vào rất mất thời gian, thì giờ đây chỉ có một nút thăng thôi, chúng ta đã có thể tạo xong một cái nội dung chi tiết mà không cần phải nhập quá nhiều nội dung. Chúng ta cũng phải đến với một ví dụ khác. Rồi, tôi sẽ chọn chiến lược khuyến mãi giảm giá hay là tăng tỷ lệ chuyển đổi bán hàng. Rồi, thì sẽ có câu hỏi là đối tượng khách hàng của bạn là ai? Thì thay vì chúng ta phải nhập thông tin này, chúng ta cũng chỉ cần bấm nút thăng và chọn đối tượng khách hàng của mình là khách hàng spa chẳng hạn, và sản phẩm của mình là kem trị nám. Như vậy chỉ trong vòng 2 giây đồng hồ thôi, tôi đã có thể yêu cầu Aiva đưa ra những cái nội dung từ các trợ lý ngay lập tức, thay vì phải mất công gõ lạch cạch những nội dung này vào. Được chưa ạ? Bởi vì thường thường khi chúng ta đã rõ đối tượng khách hàng của mình là ai, chúng ta chỉ cần lưu vào thôi, và Aiva có thể dùng đi dùng lại. Đó. Rồi, tôi sẽ đến với một ví dụ khác. Ví dụ ở đây tôi sẽ, một cái việc mà tôi dần làm rất là nhiều đó là viết caption cho các bức ảnh, đúng không ạ? Các bức ảnh. Ví dụ ở đây tôi có một bức ảnh đang ngồi làm văn phòng cho một bạn gái này chẳng hạn. Đấy, và tôi muốn đưa lên Aiva và làm một cái caption cho Facebook. Tôi chỉ cần gõ nút thăng thôi và chọn viết caption, thì ngay lập tức Aiva sẽ hiểu chúng ta yêu cầu một cái nội dung, đó là viết caption đăng bài Facebook cho đối tượng mà chúng ta mong muốn. Đấy, hãy để mỗi ngày là một ngày tươi đẹp với sự tự tin và niềm vui từ sắc đẹp của chính bạn. Đừng quên chăm sóc và yêu thương bản thân mình các chị em nhé, bao gồm cả hashtag luôn, đúng không ạ? Đấy, và chúng ta có những cái ba cái caption khác nhau để chúng ta đăng lên. Đấy, và chúng ta muốn caption này dài hơn thì chúng ta chỉ cần yêu cầu viết dài hơn và hài hước hơn chẳng hạn, thì Aiva sẽ viết lại cho chúng ta những cái caption
dài hơn và thú vị hơn. Ok không ạ? Vậy làm thế nào để chúng ta làm được điều này? Thì sức mạnh ở đây nó đến từ tính năng đó là dataset. Dataset là cách để chúng ta tiết kiệm thời gian khi sử dụng AI bằng cách nhập những nội dung cho trước. Ví dụ chữ viết caption này bản chất nó thay thế cho cụm từ hãy viết cho tôi caption cho một bài viết Facebook để truyền cảm hứng cho các chị em thích làm đẹp. Ví dụ như là khách hàng spa này thì nó thay cho cụm từ là phụ nữ trên 30 tuổi mong muốn làm đẹp và trẻ hóa làn da. Rồi sữa rửa mặt này thì nó sẽ thay một loạt những cái tính năng, đúng không ạ? Để đảm bảo làm sao Aiva sẽ hiểu rất sâu về về những cái sản phẩm của chúng ta. Như vậy với tính năng dataset này chúng ta có thể dùng vào rất nhiều việc. Ví dụ như là chúng ta tạo ra một một cái câu lệnh mà chúng ta dùng đi dùng lại rất là nhiều, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta thay thế cho sản phẩm, thay thế cho những cái đối tượng khách hàng chính của mình. Đấy, để chúng ta nhập vào Aiva một cách nhanh chóng hơn. Rồi, và để ra lệnh để gọi những cái phần dataset này thì chúng ta chỉ cần nhập chữ thăng và chúng ta chọn những lấy ra từ dữ liệu từ dataset, đúng không ạ? Thì như tôi cũng đã từng demo một cái tính năng một trợ lý rất là hay, đó là nó nằm trong cái bộ trợ lý bán hàng và phần chốt sale. Chốt sale bất kỳ ai trong vòng 7 ngày, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta hoàn toàn có thể nhập vào tên khách hàng. Đấy, tên khách hàng của mình. Đấy, ở đây nếu chúng ta thấy chưa hiện ra chúng ta gõ lại nhé. Chưa hiện ra chúng ta gõ lại. Chúng ta có thể nhập vào tên khách hàng của mình. Đó. Và chúng ta muốn chuyển đổi của họ, chuyển đổi họ trong vòng bao nhiêu ngày chẳng hạn. Đấy. Chúng ta muốn khách hàng mua sản phẩm của chúng ta. Như vậy, thay vì tôi phải gõ là mà cô Hương 62 tuổi và tôi đã tiếp cận cô Hương như thế nào thì giờ đây tôi chỉ cần bấm dataset là xong. Đó. Rồi. Và tôi muốn tiếp cận với cô qua gọi điện và tin nhắn là chủ yếu. Rồi, tôi sẽ bấm vào đây. Đấy, chúng ta thấy rằng trợ lý này sẽ cho chúng ta gợi ý các kịch bản để chăm sóc, để chuyển đổi một khách hàng để họ mua hàng. Ngày 1 phải nhắn tin gọi điện gì, ngày 2 nhắn tin như thế nào. Đó. Đấy, ngày 3, ngày 4, đấy. Với những cái cách mà chúng ta hay giao tiếp với khách hàng rất chi tiết và trong vòng 5 ngày thì chúng ta đã có thể là chốt sale giúp khách hàng đăng ký mua sản phẩm của chúng ta. Rồi. Và sau này thì chúng ta chỉ cần vào dataset chúng ta cập nhật những thông tin về khách hàng, ví dụ như là cô Hương 62 tuổi này thì lần 1, lần 2, lần 3 gọi điện, lần 3 thì đã như thế nào rồi, lần 4 như thế nào rồi. Đấy thì chúng ta sẽ cập nhật được thông tin và chăm sóc khách hàng một cách rất là chủ động. Rồi, cảm ơn bạn đã lắng nghe và chúc bạn dùng tính năng dataset một cách vô cùng hiệu quả.